Bây giờ là 12:08 ngày 19 tháng 1 năm 2022. 3 chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold Thái Lan, dung tích 12 lít, công suất 1800W. Và chiếc đèn sưởi nhà tắm 2 bóng Lefa gửi về cho 4 vị khách hàng. Chiếc đầu tiên, nồi chiên không dầu Aqua Gold 12 lít, gửi về cho anh Hiển ở thôn 2, Gang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Aqua Gold 12 lít. Chiếc thứ hai gửi về cho anh Lê Bá Thảo ở số 131 Mậu Thân, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang. Nồi chiên không dầu 2 Good S20. Chiếc đèn sưởi nhà tắm Lê Pha 2 bóng gửi về cho anh Vi Hữu Thanh ở 14 ngách 87 trên 23 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và chiếc đèn sửa nhà tắm này thì em bảo hành cho anh chính hãng 24 tháng, bảo hành bóng 12 tháng. Chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold 12 lít thứ 3 gửi về cho anh Bùi Văn Hà ở xóm 5 Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương, ngày 19 tháng 1 năm 2022. Và 3 chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold này thì em bảo hành chính hãng cho 3 anh 12 tháng, lốt sản xuất đổi trả trong 7 ngày. Thì như thông lệ, trước khi gửi đi thì em sẽ test lại chức năng của máy và kiểm tra lại phụ kiện của sản phẩm để tránh việc thiếu phụ kiện và lỗi sản xuất phụ kiện của nồi chiên không dầu Aqua Gold, gồm có giấy bảo hành chính hãng, sách hướng dẫn sử dụng Aqua Gold Thái Lan, model AM588, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, và một sách hướng dẫn nấu ăn. Một vỉ chiên Elok 304. Một tay dụng cụ lấy đồ. Hai vỉ để lắp trục xiên quay. 10 thanh xiên Elok 304 để dùng quay lướng thịt, rau củ quả. Và một bộ trục để lắp vào cùng 12 ghim quay gà vịt nguyên con. 3 bộ thứ nhất đủ rồi. Bộ số 2 phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng, sách nấu ăn, vỉ chiên, khay chắn dầu, tay lấy dầu, trục quay đủ. Bộ số 3 thanh xiên, trục quay, phiếu bảo hành, sách nấu ăn, sách hướng dẫn sử dụng Aqua Gold Thái Lan, bảo hành chính hãng 1 năm, vỉ chiên, dụng cụ tay lấy đồ, vỉ lắp thanh trục xiên nướng thịt, ghim để lắp chiên gà vịt nguyên con. 3 bộ phụ kiện đủ. Thì phụ kiện đã đầy đủ, thì ở trong mỗi một cái lồi này phụ kiện của nó sẽ có thêm một lồng chiên quay Elok 304 và một khay ứng dầu.
trong lòng nồi chiếc thứ nhất này. Ok này. Chiếc thứ hai cũng vậy này. Một nồng quay inox này. Một khay hứng dầu này. Ok. Chiếc thứ ba. Cũng vậy này, một lồng quay này. Một vịt chiên này. Trong lòng nồi ok này. Để tất cả phụ kiện của nồi Aqua 3 chiếc đã đầy đủ phụ kiện thì Thành Đời sẽ kiểm tra và test chức năng của nồi Aqua Gold, vỏ inox, màn hình điều khiển cảm ứng điện tử, 10 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn, có mặt kính quan sát ở bên trong. Chiếc đầu tiên, bật nồi, bật đèn, chỉnh nhiệt độ, thời gian, nồi hoạt động ok, trục xoay roti. Để tắt và tắt máy ta sẽ ấn và giữ trong 5 giây. Chiếc đầu tiên ok này. Chiếc thứ hai. Bật đèn, hoạt động. Nồi Aqua chạy rất là êm ái. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Tắt nồi. Chiếc thứ hai ok. Chiếc thứ ba. Chỉnh nhiệt độ lên xuống. Muốn chỉnh nhanh ta sẽ ấn và giữ. Thời gian cũng vậy. Chọn từng phút một. Và ấn giữ thì sẽ chọn nhanh. Bật đèn, hoạt động, quay trục roti. Ok này. Và đến chiếc đèn sưởi nhà tắm hai bóng lê pha hàng chính hãng, đuôi sứ, lõi đồng, dây chống cháy. Bóng, hai bóng đã sáng. Tất cả các phụ kiện bên kho hàng Thành Được thì đã kiểm tra ok xong. Thì ngoài tem phía bảo hành chính hãng ra, sẽ có thêm một giấy bảo hành mực đỏ, viết tay có ký tên để khẳng định uy tín thương hiệu. Tránh việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu. Nhà em sẽ dán thêm một cái tem bảo hành nữa trực tiếp cho sản phẩm. Có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để các bác có thể liên hệ tư vấn bảo hành. Đèn sưởi cũng vậy, sẽ dán một cái tem bảo hành. Kho hàng Thành Được luôn luôn khẳng định uy tín và thương hiệu. Tất cả hàng bên em là hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc là như thế nào? Các bác nhìn ở trên vỏ hộp này, sẽ có một tem mác phụ. Nhà máy sản xuất, địa chỉ nhà máy sản xuất, đơn vị phân phối nhập khẩu, mã số thuế. Có giấy tờ đàng hoàng mà được nhà nước cấp phép lưu hành trên toàn quốc, toàn lãnh thổ Việt Nam. Hàng đảm bảo chất lượng, chứ không như những hàng cùng hình thức mẫu mã giá rẻ như trên Narada hay Shopee. Đó là những hàng lắp ráp, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì giá thành rất là rẻ. Nhưng mà do là linh kiện, đều là linh kiện tái chế, sử dụng rất là độc hại. Sau một thời gian thì sẽ có mùi nhựa.
mà độ bền không được cao, cũng như chế độ bảo hành không chuẩn. Mọi người lưu ý tìm những cơ sở có uy tín thương hiệu để đặt niềm tin gửi gắm sản phẩm, đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra. Thì đã sắp đến Tết, Tết Nguyên Đán thì Thành được sale tặng quà để kích cầu tiêu dùng. Khi mua nồi chiên không dầu Aqua Gold 12 lít thì ngoài những món quà như trước là chai xịt dầu và đũa mạ vàng, thì Tết này, từ giờ đến Tết 30 Tết, Thành được sẽ tặng thêm một kéo cắt gà Nhật SK5 khi các bác đặt mua hàng. Quà sản phẩm theo nồi chiên không dầu Aqua Gold sẽ có một kéo cắt gà, một đũa mạ vàng Kodia 10 đôi 20 chiếc, một chai xịt dầu để về mình cho dầu ăn vào, rán đậu, rán cá, rán nem, rán chả. Kéo là kéo loại xịn, chữ chìm, cán thép. Quà em tặng theo đều những là quà là sản phẩm tốt, chứ không phải là hàng rẻ. Mọi chi tiết thắc mắc xin khiếu lại về hòm thư điện tử góp ý Thành được 2807-1992a@gmail.com. Liên hệ số điện thoại 094-987-3111, Zalo 097-280-2081. Xem hàng thì tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Anh biến em thương.